Sau khi học xong chương này thì các em có thể hiểu được chức năng hoạch định, giải thích được lợi ích của việc lập hoạch định, phân biệt được các loại hoạch định trong doanh nghiệp, hiểu được ý nghĩa sâu xa của triết lý, sứ mệnh kinh doanh, hiểu được vai trò, tầm quan trọng của hoạch định chiến lược, giải thích được phân tích ma trận SWOT, tiếp cận công cụ hoạch định chiến lược ma trận BCG, biết phân tích môi trường hoạch định chiến lược. Hoạch định là một việc cần thiết đặc trưng cho hoạt động của con người. Điều khác biệt giữa một kiến trúc sư tồi nhất và một con ong giỏi nhất là kiến trúc sư đã xây trong óc trước. Ai cũng suy nghĩ tương lai, công ty phá hoại vị trí của mình. Tiềm năng, bạn sẽ không biết có thể bay xa bao xa nếu không tung cánh. Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Hoạch định là quá trình xem xét quá khứ, quyết định trong hiện tại và những vấn đề trong tương lai. Tác dụng của hoạch định: tư duy có hệ thống, phối hợp mọi nỗ lực tổ chức hiệu quả hơn, tập trung vào mục tiêu chính sách của doanh nghiệp, nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức trong quan hệ hợp tác và phối hợp với các nhà quản trị viên khác trong tổ chức, sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài, phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra làm cho các hoạt động đó đúng mục tiêu. Lý do và mục đích của hoạch định: ứng biến trước những thay đổi của môi trường, tối đa hóa nguồn lực thông qua tập trung các nguồn lực, định hướng các bộ phận đạt được mục tiêu. Và đây là một công cụ hữu hiệu để quản trị. Đảm bảo tính liên tục hoạt động của tổ chức, giúp tiết kiệm chi phí, chú trọng đến hiệu quả và phù hợp, là tiền đề để thực hiện việc kiểm tra và đánh giá. Phân loại hoạch định thì phân theo thời gian, thì có hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Phân theo cấp độ có vĩ mô và hoạch định vi mô. Mức độ theo tính chất quy mô thì có hoạch định chiến lược, chiến thuật và tác nghiệp. Phân loại theo phạm vi thì hoạch định từng phần hay toàn phần. Theo ông Johnsner, hoạch định chiến lược thì phải có hoạch định tác nghiệp. Hoạch định tác nghiệp chia làm hai: hoạch định đơn dụng và hoạch định thường xuyên. Kế hoạch đơn dụng thì có chương trình, dự án và ngân sách. Kế hoạch thường xuyên thì có chính sách, thủ tục và các quy định. Thì chúng ta đi xem hoạch định chiến lược thì mang tính dài hạn, xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh, các biện pháp lớn do quản trị viên cấp cao đưa ra. Tác nghiệp thì mang tính chi tiết, ngắn hạn, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị cơ sở do quản trị viên cấp cơ sở đưa ra. Mục tiêu thì là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tổ chức của mình tại một thời điểm hay sau một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu là nền tảng của hoạch định. Mục tiêu không phải là mốc cố định mà là linh hoạt phát triển. Yêu cầu của mục tiêu thì nó có chữ SMART. Vậy SMART là cái gì? Thì chữ đầu tiên là chữ S, là cụ thể. M là có thể định lượng được. Và A là có thể đạt được. Chúng ta xem một số vấn đề tiếp theo về sứ mệnh là gì? Nội dung của sứ mệnh là gì? Ý nghĩa triết lý của sứ mệnh, chúng ta xem chi tiết trong
tài liệu. Các tiêu chuẩn hay xác định mục tiêu, tính kế thừa, tính cụ thể, tính tiên tiến, tính khả thi, tính linh hoạt, tính khả năng đo lường, tính nhất quán và được những người liên quan chấp nhận. Thì chúng ta đi xem hoạch định chiến lược thì mang tính dài hạn, xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh, các biện pháp lớn do quản trị viên cấp cao đưa ra. Tác nghiệp thì mang tính chi tiết ngắn hạn, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị cơ sở do quản trị viên cấp cơ sở đưa ra. Theo ông Johnner, hoạch định chiến lược thì phải có hoạch định tác nghiệp. Hoạch định tác nghiệp chia làm hai, hoạch định đơn dụng và quy trình cơ bản để hoạch định thì có 6 bước. Bước 1, nhận thức. Bước 2, xác định mục tiêu. Bước 3, nhận diện tình hình hiện tại. Bước 4, xác định lợi nhuận và khó khăn. Bước 5, xây dựng kế hoạch. Và bước 6, thực hiện kế hoạch. Chúng ta xem ma trận PGC, Boston Consulting Group. Khi trục tung từ 1%, 10% và lớn đến 20%, đó là tỷ lệ tăng trưởng. Còn trục hoành, đó là vị trí cạnh tranh trong mối quan hệ. Thì những ngôi sao là có mức độ cao nhất, vừa tỷ lệ tăng trưởng cao, vừa là vị trí cạnh tranh cao. Kế đến là những con bò mà đẻ ra tiền. Thì vị trí cạnh tranh ở trục hoành rất cao, và tỷ lệ tăng trưởng thì nó chạy từ 1 đến 10. Còn ở chỗ vị trí câu hỏi, thế thì vị trí cạnh tranh thấp nhưng mà tỷ lệ tăng trưởng thì lại cao. Còn vị trí những con chó thì tỷ lệ tăng trưởng thấp, 1 đến 10%, và vị trí cạnh tranh thì lại có 0,1 đến 0,9, nghĩa là vị trí thấp nhất. Vì ma trận BCC thì chúng ta xem lại, thì đó là vị trí trên thị trường, thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà ở đang từ vị trí cao nhất có thể mất thị phần thì thị trường đã bị suy thoái. Đấy. Suy thoái thì nó lại có mất thị phần chuyển sang góc dưới cùng, đó là thị phần đối thủ yếu nhất và có thể dẫn tới phá sản. Đó là vị trí trên thị trường. Chúng ta xem cái bài tập thì chúng ta có 5 cột. Cột đầu tiên đơn vị, cột thứ hai doanh số, cột thứ ba là đối thủ, cột thứ tư là doanh số của 3 doanh nghiệp dẫn đầu. Đơn vị tính là 1 triệu đô la, và mức tăng trưởng của thị trường tính theo tỷ lệ phần trăm. Thì chúng ta thấy cái đơn vị ABCDE thì tổng doanh số là 760 triệu đô la. Và đối thủ đơn vị A thì có 8 đối thủ, đơn vị B 22 đối thủ, đơn vị C 14 đối thủ, đơn vị D 5 đối thủ, đơn vị E 10 đối thủ. Và doanh số của 3 doanh nghiệp dẫn đầu. Đây là các ví dụ đó. Và chúng ta sẽ có mức tăng trưởng. Chúng ta xem một số vấn đề tiếp theo về sứ mệnh là gì. Nội dung của sứ mệnh. Sứ mạng. Vì ma trận BCC thì chúng ta xem lại, thì đó là vị trí trên thị trường, thì chúng ta sẽ thấy là những chiến lược tổng lại, chiến lược đầu tiên là dẫn đầu về giá,
sản xuất sản phẩm khá chuẩn, giá rẻ so với đối thủ cạnh tranh. Chiến lược theo là chiến lược vượt trội hay là khác biệt hóa, tạo sự độc đáo khác biệt cho sản phẩm về tính năng cũng như chất lượng, cho phép bán giá cao mà người mua vẫn chấp nhận được. Chiến lược thứ ba là chiến lược tập trung vào một nhóm khách hàng riêng biệt, thị trường đặc thù hay một phần riêng biệt của sản phẩm. Chúng ta xem một số vấn đề tiếp theo về sứ mệnh là gì? Nội dung của sứ mệnh, sứ mạng là gì? Ý nghĩa triết lý của sứ mệnh, chúng ta xem chi tiết trong tài liệu. Như vậy, thầy đã giới thiệu nhanh cho các em chương 5 và cũng là chương cuối cùng của chương trình học e-learning. Thì chúng ta có hai câu hỏi ôn tập. Câu đầu tiên, lý do và mục đích của việc hoạch định. Câu 2, tiêu chuẩn hay các nguyên tắc xác định cái mục tiêu. Và chúng ta đừng quên chữ SMART. Và chúng ta sẽ xem 30 câu hỏi ôn tập của chương này và trong phần work đính kèm. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em thành công và đừng quên những câu hỏi ôn tập của chúng ta. Xin chào.